Hướng mắt lên sân khấu để nhìn ngắm bộ các xe máy Lambo, Lambo bản lớn. Vâng, xin mời anh Trung. Vâng, giá khởi điểm của chúng ta là 1.500.000 đồng, quá rẻ cho một sản phẩm chất lượng. Giá khởi điểm là 1.500.000 đồng thôi. Cảm ơn tất cả anh em.
Vâng, xin được cảm ơn anh cô giáo Mô Tô và các vị khách mời rất nhiều nha thầy ạ. Và ngay sau đây thì xin mời anh Khánh thì chúng ta sẽ đâu anh em và mình chuẩn bị đồ xong rồi. Bây giờ mình chỉ còn dán lốt một bên nắp này nữa thôi là xong rồi. Thì anh em mình cùng đón chờ xem con béo Mô Tô có dán xe nó như thế nào nhá. Ok anh em. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối đá, vượt núi dốc, dù tranh vênh có giá gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ đang ở đó chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây sẽ bên giờ mới gặp, anh vẫn lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn ơi. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng ngời vẫn cao lên từ chân mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi từ xa để trở về, đi từ xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, đi từ xa để trở về, đi từ xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Xong rồi anh em ơi. Đẹp không? Được Mazda CX-5 của mình hôm nay sẽ rất là vui mừng được đồng tài trợ với tất cả anh em của Club Inter đi trở về. Và hôm nay chúng ta cùng xem có bao nhiêu xe để thăm cái event này nhé. Ở đây mình sẽ giới thiệu qua một chút. Rất nhiều Many đồ. Càng này, càng của QT này. Đôi lốp Fiery Rosso này. Áo này. Kịch hay vẫn đang chờ, anh em mình cùng đón xem nhé. Ok anh em, let's go. Đây là một cái vlog đời sống của Béo Mô Tô. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Ok, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Hello anh em, và bây giờ hai anh em đến rồi, rất sớm rồi anh em cũng có xe thả đã xong rồi, mới đi vào, xe vẫn đang nằm kìa. Tham dự hôm nay là có Quang quản lý của nhà mình kèm thêm An công chúa nữa, nên là anh em cùng đi nhé. Mình giờ hai anh em ăn sáng á. Lại chém gió, tới tay tử. Idol đây rồi, ok. Ôi giời, thế là gì Idol đây rồi. Quên không nói vậy, bắt tay Idol đấy. Ôi anh em này, đây là cá chê này, từ 1M này. Con này lên nhiều đồ nhá. Đẹp vãi. Xe của Cường Tổng đúng không? Đúng không? Xe nó chỉ có tiền của cá chê. Đây là xe của Tới Tài Tử đây. Thế còn thiếu Dũng... Ui dồi. Đấy, bây giờ nhìn Tài Tử, đội Tài Tử. Chứ xe em đâu? Xe em này hôm nay dẫn đoàn đúng không? Hôm nay đông quá, cứt anh em ạ. Đù. Anh em nào muốn tham dự vào cái sinh nhật ấy xe đi để trở về 4 thì mình đính link ở bên dưới nha anh em nhá. Mình đính link ở bên dưới nha anh em. Gia nhập vào Club đấy. Bây giờ anh em lấy Thành Cường Idol chia sẻ ai quen người ta để mua rồi. Idol đã đang từng đấy đúng rồi. Ngày xưa mà em làm cái con đội chiến này rồi. Ok em bây giờ chuyển bán iPod nha. Và anh em nào mà mua iPod phát nghe thì liên kệ đấy, trường nói có một phát là lên luôn. Đấy, anh em đều thắc mắc là Idol Navu làm gì ngoài việc quay mô tô vlog thì đây là một trong những nghề chính của Idol Navu. Nuôi chim dạo đấy, đây là nuôi chim dạo bắt đầu bay này, đang sau hậu trường đấy. Xin chào. Xong thì em quay cho con ô tô anh phát nhá. Ok anh đây. Quay cho anh con ô tô về anh quay em phát anh. Chào em. Vừa đây đi gặp đội Exciter Thạch Thất đi lên. Đấy, thì nữa là sẽ có Angel à? Vâng. Có crush của trung tổng. Đấy, trung tổng. Toàn chân dài thôi anh ạ. Thế crush trung tổng là thế nào?
là cái đứa thế nào nhỉ, tóc bết kìa, tóc bết hay là tóc tết? Tóc tết đứng bé nhất đây đúng không? À, cao nhất đây anh ạ. Cao nhất thế gì? Cương ra hỏi hô anh cái đứng bốn bạn xếp hàng em là ai cao nhất? Mỏi cổ lắm dạo này, ngủ đêm ngủ ít mỏi cổ. Vợ anh hôm qua vừa hỏi anh xong là thế tại sao mà đi lên hát 2B lại biết được Cương có chương giết người kia nôn đấy, mình bảo đọc ở trên Facebook của Đăng ấy. Em ơi, công tác chuẩn bị thế nào rồi? Khá nhiều việc. Anh đi cùng mấy ạ? Tí nữa có đồ gì ngon bóc xong thì nhờ anh cho anh nhé. Em chào Kim Quân, đây là anh em ở Club Exciter Hà Đông. Và đây là những cái xe dẫn đoàn. Thì con béo, hệ thống con béo ô tô. Ấy rồi. Rồi, tốt chứ? Hello Kitty của người Lê Bảng. Thế là dẫn đoàn. Anh thôi, chú ở mặt tao mới 19 tuổi mày vớ vẩn. Anh thôi nhá, lần sau anh Quân này ra nhá. Con này bán được không? Con của Lê Bảo em bán rồi. Bán mất khách cung ở bên Nhật còn mất 20 triệu rồi. Sinh nhật đội Club Exciter đi để trở về lại gặp idol của R15 Club. Ê, bảo mình mấy con xe này. Đây. Con này anh nhìn thấy rồi. Khủng khiếp ấy. Nhựa em làm của Nam à? Nhựa làm Nam với là dàn chân. Anh chân. Kinh khủng nhỉ. Mỏ đấy. Mỏ đấy. Ăn nhiều canxi thì để mọc sừng không? Mọc chân. Đấy, đội Angel ấy. Anh không ra thử đâu rồi. Ôi pháo ạ. Xịn vai luôn. Vâng, ok. Ôi, mình hay gửi cho anh Quân mọi người biết rồi đấy. Vãi luôn kể cầu. Ngày hôm nay trông ngon nữa, còn vãi cất à. Mới sửa 30 size đấy, đến đấy vẫn nhắc là anh nhìn đây anh biết Quân. Biết chứ, ông biết anh Quân. Em cắt ở Phùng Hưng mà. Thế hôm nay có làm quả thêm quả clip nhảy cầu ở Nhật Tân đâu anh? Không, hôm nay ra là mình làm quả, anh phải làm quả clip là hôm nay Hưng nhảy cầu, nhảy cầu Nhật Tân trước 200 xe chạy tờ của nó. Hôm nay em tham gia đây chỉ là tự mời thôi. Anh mời, không ok phải là, không phải thành viên để nhảy. Anh này là Hưng nhảy cầu, còn đây là anh tới tài tử ấy. Còn xe Dung Nguyễn ở góc kia. Dung ơi, mình nói thật, rất nhiều anh em ở trên YouTube mình bảo chứ, hôm qua em gặp ở đường Quang Trung, em gặp ở đường Nguyễn Trãi đi xe, nhìn phát biết xe ngay xe Dung Nguyễn, kinh quá. Quỳnh chào các bạn đi. Chào các bạn đi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Quân Béo Mô Tô. Tôi đang ở muôn nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ.
cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Ánh mắt lấp lánh hiên mà chào tôi, chào người bạn mới. Chẳng dài mà ta qua, giờ thôi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời dạng mưa vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng dài mà ta qua, đều đây là kỷ niệm quý giá. Để lại một điều dần càng đi xa, ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về, đi đi nhưng trở về. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về, đi đi nhưng trở về. Phút nghẹn lời cho đêm chơi với